Kính thưa quý vị, vào tháng 8 năm 2024, tại lễ khởi công mang đậm tính lịch sử của kênh đào Phủ Nam, thủ đô Phnom Penh bừng sáng trong ánh lửa pháo hoa và những quả bóng bay rực rỡ bay lên bầu trời, báo hiệu một giấc mơ lớn của đất nước Campuchia. Thủ tướng trẻ tuổi Hun Manet, người kế thừa ý chí từ người cha Hun Sen, cúi mình kính cẩn dưới những lời cầu nguyện của các nhà sư với mong muốn nhận được phước lành cho một hành trình đầy tham vọng. Còn kênh này không chỉ là một công trình hạ tầng khổng lồ mà còn là biểu tượng cho hy vọng và ước mơ của cả dân tộc Campuchia về một sự chuyển mình mạnh mẽ trong kinh tế, vươn mình trở thành trung tâm hậu cần của khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng không lâu sau đó, giấc mơ phủ Nam đột ngột khương lại. Dự án mang trong mình những khát khao lớn lao bỗng rơi vào cảnh đóng băng mà không rõ đến bao giờ mới được tái khởi động. Nhiều câu hỏi được đặt ra: vì sao công trình này không thể tiến hành như dự tính? Những khó khăn nào đang chặn đường Campuchia biến viễn cảnh thành hiện thực? phù nam cái tên gợi nhớ về một đế chế huy hoàng trong lịch sử đã được chọn để khơi dậy niềm tự hào dân tộc đó là tên của một quốc gia cổ xưa từng nở rộ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên nằm trên vùng đất châu thổ phi nhiêu của sông mekong phần lớn bao phủ lãnh thổ campuchia ngày nay việc đặt tên kênh đào mới là phù nam chính là cách để campuchia nhắc nhở về quá khứ hùng cường của mình và mong mỏi về một tương lai rực rỡ Dự án này được xem là công trình hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Campuchia, mang theo giấc mơ biến đất nước này trở thành một cửa ngõ quan trọng trong giao thương Đông Nam Á, một trung tâm kinh tế sôi động, nơi mà hàng hóa từ khắp thế giới có thể quy tụ về đây. Nhưng giấc mộng này vẫn đang dang dở và câu trả lời cho những khó khăn hiện tại vẫn còn bị bỏ ngỏ, để lại trong lòng người dân Campuchia niềm hy vọng và lẫn lo âu về một tương lai đầy thách thức phía trước. Dự án kênh đào Phù Nam là một trong những giấc mơ lớn nhất của Campuchia với khoản đầu tư khổng lồ lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Thời gian dự kiến để hoàn thành công trình mang tính lịch sử này là 4 năm, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tham vọng phát triển hạ tầng của đất nước chùa tháp. Nhưng Phù Nam không chỉ là một kênh đào, nó là trung tâm của một kế hoạch hạ tầng rộng lớn hơn, bao gồm các dự án đường cao tốc, sân bay quốc tế, các cảng biển và một hệ thống đường thủy hiện đại. Tất cả đều hứa hẹn tạo ra một diện mạo mới cho Campuchia. Công trình mang tầm vóc quốc gia này được giao cho Tổng Công ty Cầu Đường đến từ Trung Quốc, đơn vị nổi tiếng với các dự án quy mô lớn trên toàn thế giới. Với kênh đảo Phù Nam, Campuchia mong muốn tự chủ hơn trong hệ thống giao thông đường thủy của mình, thiết lập một tuyến đường trực tiếp từ thủ đô Phnom Penh đến các tỉnh ven biển mà không cần phụ thuộc vào tuyến đường thủy qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đây là bước đi đầy táo bạo của Campuchia một nỗ lực để định hình lại bản đồ giao thông khu vực, mang lại sự độc lập về đường thủy trong giao thương quốc tế. kênh đào Phù Nam kéo dài 180 km sẽ nối liền sông Bà Sắc, con sông mà người Việt gọi là hậu Giang, từ thủ đô Phnom Penh đến cảng Kép trên bờ vịnh Thái Lan. Sông hậu tách ra từ dòng chính của sông Mê Công tại Phnom Penh, chảy qua miền đất Campuchia, rồi tiếp tục nhập vào lãnh thổ Việt Nam tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Với tuyến đường thủy nhân tạo này. Campuchia sẽ không còn phải trông chờ vào những dòng sông băng qua đồng bằng châu thổ sông Cửu Long nữa mà sẽ có một hành lang giao thông riêng mở ra cánh cửa mới hướng ra biển Đông. Phía bờ biển của kênh đào sẽ dừng chân tại Cảng Kép, là tỉnh nhỏ nhất của Campuchia với diện tích chỉ vỏn vẹn 336 km vuông. Tên gọi Kép trong tiếng Campuchia có nghĩa là yên ngựa, gợi nhớ về những năm tháng thăng trầm của tỉnh này. Từ khi còn thuộc phủ Quảng Biên của tỉnh Hà Tiên dưới thời nhà Nguyễn, tỉnh kép từng một thời được biết đến là nơi nghỉ mát nổi tiếng, nhưng giờ đây đã trầm mặc, phai nhạt theo thời gian vì thiếu sự chăm chút tu sửa. Cảng kép nằm sát biên giới Việt Nam, chỉ cách vài cây số là một vị trí chiến lược với tầm nhìn mở rộng ra Vịnh Thái Lan. Dự án kênh Phủ Nam còn bao gồm việc xây dựng ba âu tàu để kiểm soát dòng nước và hệ thống cầu cạn qua kênh với 11 cây cầu sẽ được dựng lên để kết nối hai bờ. Đồng hành với đó là một mạng lưới đường bộ mới chạy dọc kinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế dọc con kênh này. Kênh đào phủ Nam sẽ trải dài qua những vùng đất Campuchia với kích thước thay đổi theo từng đoạn, rộng 100m ở thượng nguồn và thu hẹp lại còn 80m khi về hạ lưu. Với độ sâu ổn định 5,4m, con kênh này được thiết kế với hai làn đường vận chuyển, cho phép các tàu thuyền lớn nhỏ di chuyển song song, đi ngược chiều một cách an toàn và dễ dàng. Không chỉ là một dự án hạ tầng Kênh đào phù Nam sẽ trực tiếp tác động đến cuộc sống của khoảng 1,6 triệu cư dân sinh sống dọc hai bên bờ. Những ngôi làng bình dị, những cánh đồng trù phú của Campuchia sẽ phải thích nghi với sự xuất hiện của con kênh này, mang theo cả cơ hội lẫn thách thức mới. Tuy nhiên, bên kia biên giới, nỗi lo lắng không ngừng dâng cao. Với Việt Nam, mối quan ngại lớn nhất chính là số phận của dòng sông Mekong, nguồn sống của cả một vùng châu thổ rộng lớn và màu mỡ. Dòng sông Mekong trong những năm qua đã chịu áp lực nặng nề từ hàng loạt các đập thủy điện trên thượng nguồn do Trung Quốc, Thái Lan và Lào xây dựng. Con sông lớn từng mang theo sự phì nhiêu từ bùn lắng và phù sa, giờ đây đang ngày càng cạn kiệt, thiếu vắng sức sống. Và nay, dự án kênh đào phủ Nam của Campuchia như một vết cắt mới vào thân thể đã chịu nhiều thương tổn của dòng sông này. Không chỉ đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam chịu tác động, mà ngay cả vùng biển hồ của Campuchia nơi được xem như là trái tim của hệ sinh thái khu vực, cũng sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn về môi trường. Những tổn thất về môi trường và hệ sinh thái khu vực này đang trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tác động cộng dồn từ các dự án thủy điện và nay là con kênh đào này sẽ đẩy vùng hạ lưu của sông Mê Công, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long vào một cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng. Vùng châu thổ rộng lớn này đang đứng trước nguy cơ khô hạn, với nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào đất liền mực nước biển ngày một dâng cao thiếu nước ngọt trở thành thực tế khắc nghiệt kéo theo đó là hạn hán sạt lở bờ sông và ô nhiễm nguồn nước mỗi quyết định mỗi công trình trên con sông này đều như đặt thêm một gánh nặng lên vai của đồng bằng sông cửu long vùng đất đang phải vật lộn giữa những thay đổi khắc nghiệt của tự nhiên và tác động không thể tránh khỏi từ bàn tay con người nhưng tuy nhiên thì đến lúc này kênh đào phụ nam của campuchia vẫn chưa thể tiếp tục thi công với lý do rất đơn giản là huy động vốn gặp khó hay nói một cách dân dã hơn là thiếu tiền. Số tiền khổng lồ 1,7 tỷ đô la Mỹ dự tính sẽ đầu tư trong vòng 4 năm hiện tại vẫn còn nằm trên giấy khi mà nguồn vốn huy động không thể được đảm bảo. Dự án này được phân chia theo tỷ lệ đóng góp với phía Trung Quốc cam kết 49% tổng vốn, còn 51% còn lại sẽ do các doanh nghiệp Campuchia đảm nhận, bao gồm hai đơn vị quan trọng là cảng tự trị Sihanoukville và cảng tự trị Phnom Penh. Tuy nhiên, khi Trung Quốc tỏ ra thờ ơ thì gần như một nửa số tiền đầu tư vẫn chỉ nằm trong lời hứa hẹn và số vốn 51% từ Campuchia dẫu trên giấy tờ là của họ nhưng cũng phụ thuộc không ít vào các đối tác từ phía Trung Quốc. Không có tiền, những tham vọng lớn lao đành phải tạm gác lại. Campuchia với khao khát hiện thực hóa dự án đã chủ động tìm đến các quốc gia khác mở rộng lời mời hợp tác. Nhật Bản đã được đặt lên bàn đàm phán, nhưng tất cả những nỗ lực ấy đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào. Dù các lãnh đạo Campuchia khẳng định rằng kênh đảo Phú Nam không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài trợ của Trung Quốc, nhưng thực tế lại đang cho thấy điều ngược lại. Trung Quốc với vị thế của một người bạn lớn, từng là nguồn tài trợ chính của nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại Campuchia, này lại tỏ ra thiếu nhiệt huyết với kế hoạch này, khiến cho giấc mơ về một con kênh nối biển khơi và dòng sông bát sắc vẫn còn dang dở. Thời gian qua, campuchia đã nỗ lực mở cửa với các đối tác quốc tế khác nhưng sự im lặng của cộng đồng quốc tế lại khiến họ không khỏi chạnh lòng những lời mời hợp tác cứ như những âm thanh vọng vào khoảng trống không một hồi đáp và trong khi đó đất nước tỷ dân từ phương bắc từng sát cánh cùng campuchia trong nhiều dự án lớn nhỏ giờ đây lại dường như đứng ngoài cuộc không còn mặn mà với viễn cảnh kênh đào phủ nam như trước sự chờ đợi đang trở thành nỗi niềm dai dẳng thì những kế hoạch lớn lao vẫn nằm trên bản vẽ và niềm hy vọng về một kênh đào phủ nam thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân campuchia vẫn còn xa vời chờ ngày được khởi thông. Có lẽ giờ đây khi trung quốc tỏ ra không còn mặn mà với campuchia người ta bắt đầu tự hỏi phải chăng đây là dấu hiệu của một xu hướng chung đối với khu vực đông nam á sự trứng lại trong đầu tư của trung quốc vào khu vực này không phải là điều ngẫu nhiên mà xuất phát từ những bài học đắt giá sau hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng không đạt được hiệu quả như mong đợi, thậm chí để lại những hệ lụy dài lâu. Hãy bắt đầu từ Indonesia, nơi dự án đường sắt cao tốc Jakarta Bandung từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa Jakarta và Bắc Kinh. Khi mới khởi công, dự án dự tính tiêu tốn 6 tỷ đô la Mỹ, nhưng rồi chi phí leo thang lên đến 7,3 tỷ đô la Mỹ. Từng được quảng bá là sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019, nhưng phải đến cuối năm 2023, con tàu đầu tiên mới bắt đầu lăn bánh. Đáng tiếc thay, giá vé quá cao khiến không ít người dân Indonesia chỉ còn biết nhìn vé tàu với ánh mắt chán nản, lắc đầu tiếc nuối vì dường như dự án này phục vụ nhiều cho giới thượng lưu hơn là cho những người dân bình thường. Gần hơn nữa, ở Myanmar, cảng nước sâu Kyaukpyu, một dự án đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc với số vốn ban đầu dự kiến là 7,3 tỷ đô la Mỹ, cũng gặp không ít trắc trở. Lo ngại rằng quy mô dự án quá lớn có thể đẩy Myanmar vào bẫy nợ. Chính phủ nước này đã phải xin giảm bớt phạm vi đầu tư xuống còn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, bất ổn chính trị tại Myanmar đã khiến cho cảng Kyaukpyu dù được xây dựng hoành tráng nhưng lại trở nên trống trải, thiếu hàng hóa, vắng bóng tàu thuyền. Cảng xây xong mà gần như không ai sử dụng, lợi nhuận không thấy đâu, chỉ thấy những khoản lỗ trồng chất. Ở Lào Câu chuyện lại được viết tiếp với tuyến đường sắt Viêng Chăn, Boten dài 414 km, tiêu tốn tới 6 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Tuy nhiên, dẫu được đầu tư mạnh mẽ, tuyến đường sắt này vẫn không thu hút được lượng hàng hóa và hành khách như kỳ vọng. Những khoản nợ khổng lồ cứ dần đè nặng lên nền kinh tế nhỏ bé của Lào, khiến nước này phải đau đầu tìm cách trả nợ trong bối cảnh không có đủ nguồn thu từ dự án để bù đắp. Campuchia cũng không thoát khỏi vòng xoáy này. Thủy điện Lower San 2, với số vốn đầu tư gần 816 triệu đô la Mỹ từ Trung Quốc, đã trở thành một biểu tượng đầy mâu thuẫn. Nhà máy điện này quả thực đã sản xuất được lượng điện lớn, nhưng cái giá phải trả là hàng nghìn người dân phải rời xa quê hương, để lại sau lưng những ngôi nhà chìm dưới dòng nước. Và điều khiến người Campuchia bức xúc là trong khi nhà máy sản xuất điện, nhưng phần lớn lại được xuất khẩu sang các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam. Còn người dân Campuchia thì vẫn phải chịu đựng mức giá điện cao ngất ngường. Chỉ có một nhóm nhỏ những người hưởng lợi thực sự từ dự án này, trong khi đa phần người dân vẫn cảm thấy mình bị lãng quên và bị bỏ rơi. Dường như những dự án đầy tham vọng với sự hỗ trợ tài chính lớn từ Trung Quốc tại Đông Nam Á, từ Indonesia, Myanmar, Lào đến Campuchia đang chứng minh một sự thật nghiệt ngã. Lợi ích không phải lúc nào cũng được phân phối công bằng. Những dự án lớn này không chỉ để lại dấu ấn trên các bản đồ kinh tế mà còn khắc sâu vào tâm trí người dân những câu hỏi về công lý và sự công bằng. Liệu sự đầu tư khổng lồ ấy có thực sự vì sự phát triển bền vững của các quốc gia này hay chỉ là những quân cờ trong một ván cờ kinh tế lớn hơn, nơi mà lợi ích thực sự không phải lúc nào cũng thuộc về những người cần nó nhất. Những câu chuyện trên cho thấy, Trung Quốc đầu tư vào Đông Nam Á không phải lúc nào cũng ngon ăn. Có khi thì đội vốn, có khi thì lại hiệu quả thấp, lại thêm rắc rối từ người dân địa phương. Vậy nên giờ đây, Trung Quốc đã giải giật hơn khi rót vốn đầu tư vào khu vực này, trong đó có cả Campuchia và dự án kênh đào phủ Nam. Với số tiền 1,7 tỷ đô la Mỹ, không ít người đặt câu hỏi tại sao Campuchia lại không tự thực hiện dự án kênh đào phủ Nam mà lại phải dựa vào Trung Quốc. Câu trả lời nằm ở thực tế rằng nền kinh tế Campuchia còn khá khiêm tốn. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Campuchia năm 2023 chỉ đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, một con số có ý nghĩa đối với quốc gia này nhưng vẫn nhỏ bé trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Thậm chí, nếu so với riêng thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, con số này còn chưa bằng một nửa. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư chính của Campuchia, chiếm đến 66% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Trong năm gần nhất, Trung Quốc đã rót vào Campuchia khoảng 3,25 tỷ đô la Mỹ tập trung vào các dự án hạ tầng từ đường cao tốc, khu công nghiệp cho đến nhà máy điện. Đứng sau Trung Quốc là Việt Nam với vai trò đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Campuchia, cung cấp những mặt hàng như xăng dầu, sắt thép và nhập khẩu các sản phẩm nông sản như hạt điều và cao su. Trong nền kinh tế Campuchia, ngành dệt may đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu với giá trị khoảng 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Những con số này cho thấy dự án kênh đào Phù Nam với vốn đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ là một gánh nặng không nhỏ nếu Campuchia phải tự lực gánh vác. Để có một cái nhìn rõ hơn, hãy xem xét ngành du lịch được xem là con gà đẻ trứng vàng của đất nước này. Năm 2023, ngành du lịch Campuchia mang về khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ từ 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, khoản tiền cần thiết cho dự án kênh đào tương đương với gần một nửa tổng doanh thu của cả ngành du lịch trong một năm hoặc nếu quy chiếu theo ngành xuất khẩu gạo, một mặt hàng chiến lược của Campuchia với giá trị khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ 4 triệu tấn gạo thì số tiền cần cho kênh đào phù nam gần bằng 85% toàn bộ doanh thu xuất khẩu gạo của cả nước. Đây cũng là lý do vì sao không ít người dân Campuchia tỏ ra hoài nghi về lợi ích của dự án, cho rằng với 1,7 tỷ đô la Mỹ, quốc gia này có thể đầu tư vào những công trình thiết yếu hơn như trường học, bệnh viện hoặc các tuyến đường cao tốc mới những công trình đó sẽ mang lại lợi ích thực tế và ngay lập tức cho đời sống người dân, thay vì một dự án hạ tầng tốn kém mà chưa rõ giá trị thực sự. Chính vì thế, khi nguồn vốn chưa được giải ngân đầy đủ, dự án kênh đào phù nam hiện vẫn đang nằm im trên giấy, chờ đợi thời điểm thích hợp để khởi động lại. Trong khi đó, dư luận Campuchia tiếp tục tranh cãi về việc liệu số tiền khổng lồ này có nên đổ vào kênh đào hay nên hướng tới những mục tiêu phát triển thiết thực và bền vững hơn cho đất nước. Dù sao thì dự án kênh đào Phù Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, cụ thể là bước giải phóng mặt bằng. Con kênh dài 180 km này theo kế hoạch sẽ đi qua các tỉnh Kandan, Takeo, Campos và Kép, nơi sinh sống của khoảng 1,6 triệu người dọc theo tuyến đường thủy được dự kiến xây dựng. Dù không có nghĩa rằng toàn bộ 1,6 triệu người dân sẽ phải di rời, nhưng việc này đặt ra những thách thức lớn về tái định cư và ổn định cuộc sống cho hàng nghìn hộ gia đình đang sinh sống dọc khu vực dự án kênh đào Phủ Nam mang theo hy vọng về một bước đột phá kinh tế cho Campuchia, nhưng đồng thời nó cũng là một bài toán phức tạp về mặt xã hội. Việc giải phóng mặt bằng không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà còn là một câu chuyện của những gia đình phải rời xa nơi đã gắn bó từ bao đời. Trong số những người lo lắng, có cả các cộng đồng người Việt đã sinh sống ổn định tại Campuchia qua nhiều thế hệ. Họ đang đối mặt với nguy cơ phải rời bỏ quê hương thứ hai của mình, nhưng vẫn chưa rõ sẽ đi đâu và tương lai ra sao. Hiện tại, các thông tin chi tiết về kế hoạch giải phóng mặt bằng vẫn còn mơ hồ, không có con số chính thức về số hộ gia đình cần phải di rời, cũng như chưa rõ ràng về chính sách bồi thường và tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Sự chờ đợi và lo lắng ngày càng gia tăng khi chính quyền Campuchia chưa công bố rõ ràng kế hoạch hỗ trợ người dân, dẫn đến tình trạng bất an và những câu hỏi chưa có lời giải. Những hộ gia đình sống dọc theo tuyến kinh không biết liệu họ có được đền bù thỏa đáng hay không, hay sẽ phải bắt đầu lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong khi đó, các cộng đồng bị ảnh hưởng đang mong mỏi được biết chi tiết về những chính sách cụ thể để có thể chuẩn bị cho tương lai. Việc kênh đào Phù Nam đi vào thực hiện không chỉ là câu chuyện về sự phát triển cơ sở hạ tầng mà còn là câu chuyện về số phận của hàng nghìn người dân về việc giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa, gia đình và cuộc sống của họ trong bối cảnh thay đổi lớn của đất nước. Dự án kênh đào Phù Nam không thể phủ nhận khi được coi là một trong những công trình trọng yếu, hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới cho nền kinh tế Campuchia. Khi con kênh này hoàn thành, không chỉ riêng Campuchia mà cả khu vực cũng có thể chứng kiến sự bùng nổ về giao thông hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, vận tải và mở rộng kinh tế. Đây chính là niềm hy vọng, là dấu ấn thể hiện tham vọng đưa Campuchia trở thành một điểm giao thương quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, bên cạnh những lời hứa hẹn đầy triển vọng ấy, cũng có những mặt khuất đáng lo ngại. Thực tế, Giải phóng mặt bằng và tái định cư cho hàng nghìn người dân sống dọc tuyến đường dự kiến của con kênh là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nó không chỉ đơn thuần là việc đền bù đất đai hay tìm chỗ ở mới cho người dân, mà còn là chuyện ổn định cuộc sống, tái tạo sinh kế, bảo vệ cộng đồng và giữ gìn những giá trị văn hóa, tinh thần mà họ đã gắn bó bao lâu nay. Đây chính là phần ngốn kinh phí nhiều nhất vì chi phí không chỉ là tiền bạc mà còn là lòng tin và sự đồng lòng của mọi người dân. Tuy nhiên, Hiện tại Campuchia đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Nguồn vốn cho dự án vẫn còn thiếu hụt lớn với tổng chi phí dự kiến lên đến 1,7 tỷ đô la Mỹ. Campuchia đang phải gồng mình để huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Đặc biệt, phần góp vốn của phía Trung Quốc chiếm đến 49%, một tỷ lệ không nhỏ. Nhưng sự hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc hiện nay không đạt được như kỳ vọng, để lại một khoảng trống đáng kể trong ngân sách. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ của dự án mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của kênh đào phù nam và sự sẵn lòng của các nhà đầu tư quốc tế đối với một dự án đầy tham vọng nhưng cũng đầy rủi ro này. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.